Sư truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutichambi Buddhang saranang gacchami. Dutichambi Dhammang saranang gacchami. Dutichambi Sanghang saranang gacchami. Tatichambi Buddhang saranang gacchami. Tatichambi Dhammang saranang gacchami. Tatichambi Sanghang saranang gacchami. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami. Dutiyampi Dhammang saranam gacchami. Dutiyampi Sanghang saranam gacchami. Tatiyampi Buddhang saranam gacchami. Tatiyampi Dhammang saranam gacchami. Tatiyampi Sanghang saranam gacchami. Ti sarana gahanam paripunnam. Banati bata weramane sika padang samadhiyami. Adinadana weramane sika padang samadhiyami. Kame sumichachara weramane sika padang samadhiyami. Musawada weramane sika padang samadhiyami. Surameraya macappamadatana weramane sika padang samadhiyami. Amaphante Panatipata Vairamani Sikhapadang Samadhyami Adinnadana Vairamani Sikhapadang Samadhyami Kame Sumichachara Vairamani Sikhapadang Samadhyami Musawada Vairamani Sikhapadang Samadhiyami Surame Rayamachappamadathana Vairamani Sikhapadang Samadhiyami Imani Pancha Sikhapadani Sadukang Katwa Appamadena Nichakalang Sammarakhi Tappang Silena Sugatinjanti Silena Poga Sampada Silena Nipputinjanti Tasma Silang Visothaya. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải con giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Ma phạn tê sa du sa du sa du. Dạ, con kính tri ân sư đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng, xin đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamange na vandeham padapam suvarutamang
Bude yo kalito do so Bude kamadu tang ma mang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. U ta mang ghe nát quạnh đề hăng ta ham man cho tu vi thăng hòa răng ta ham mê yô khá lý tô đô sô ta ham mô khá ma tu tăng ma măng. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vandeham sangam cha duvitottamam sangge yo kalito doso sangho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi cho chúng con. Dạ, kính tri ân sư Thanh Tâm một lần nữa đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, kính thưa sư, mời sư chúc phúc cho chúng con trước khi chúng con vào lớp học ạ. Dạ. Dạ, mô Phật kính thưa đạo tràng. Bây giờ sư tụng bài kinh để cầu an. Cầu an cho gia đình Trí Bùi và Mai Vạn Lý. Cùng con là Chotika, pháp danh Minh Tánh, và cầu an cho ông Bùi Thắng và hồi hướng phước báu này đến cho hương linh Bùi Thạch Thảo. Nguyện cầu ơn tam bảo và chư thiên gia hộ cho hương linh Bùi Thạch Thảo được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh trời, cảnh niết bàn, bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sappe purattimaya disaya sattha avera sukhi hontu. Sappe uttaraya mi anut disa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe dakkhina ya disa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe dakkhina ya anudisa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe pacchima ya disa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe pacchima ya anudisa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe uttaraya disaya sattha avera sukhi hontu. Sappe uttaraya anudisaya sattha avera sukhi hontu. Sappe uttaraya anudisaya sattha avera sukhi hontu. Sappe uparimaya disaya sattha avera sukhi hontu. Sappe hettima ya disa ya sattha avera sukhi hontu. Sappe sattha avera hontu sukhita hontu niddukha hontu. Appya paccha hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu. Sampatti hisamijantu sukhi atanang varirahantu dukkha patta jani dukkha. Vajapata chani paya so kapata chani so ka hontu sape vipani no. Ewang me sutang ekang samayang bhagava sava thiyang viharati chetavane anata bindika saarame atako anyatara devata abhikanta yaratiya. Api khan ta văn na ke wa la ka pang che ta văn năng o pa se toa che na pha ga wa te nu u pa sang ka mit toa pha ga wang tang api wa de toa e ka mang tang at tha si e ka mang tang thi tha ko sa de wa ta pha ga wang tang ga tha ya at cha pa si.
Bahu Dewa Manusa Chamangala Ni Achinta Dung A Kang Kamana Sotha Nang Pru Imangala Muttamang Asewana Chapala Nang Bandita Nang Chasewana Puya Chapu Chaniya Nang Etang Mangala Muttamang Patiru Pade Sawaso Chabuppe Chakatapunyata Atta Samma Pani Thicha Etang Mangala Muttamang Bahu Sakchan Chasipan Chakwinyayo Chasusi Kito Supasita Chayawa Cha Etang Mangala Muttamang Mata Bitu Upatanang Puttadara Sasangaho Anakula Chakammanta Etang Mangala Muttamang Đa năn cha đâm ma cha ri ya cha nha ta ca năn cha sang ga ho a na wa cha ni kham ma ni e tăng măng ga la mút ta măng a ra ti vi ra ti pa pa ma cha pa na cha san nha mô a pa ma đô cha đâm me su e tăng măng ga la mút ta măng ga ra vô cha ni wa tô cha sang tu thi cha ca tăng nhu ta ga le na đâm ma sa qua năng e tăng măng ga la mút ta măng Khanti cha so qua cha sa ta sa ma na nan cha da sa năng ka le na dam ma sa ka cha e tang mang ga la mut ta mang ta po cha pram ma cha ri yan cha a ri ya sak cha na da sa năng nip ba na sak chi ki ri ya cha e tang mang ga la mut ta mang put tha sa lo ka dam me hi chit tang ya sa na kam pa ti a so kang vi ra yang khe mang e tang mang ga la mut ta mang Eta disa nikattva na sappattha maparajita sappattha sothin gacchanti tang te sang mangala muttamanti. Dạ, mô Phật. Dạ, con xin kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh và kính chào đạo tràng. Thưa quý vị, bây giờ Pháp Sư đã đến rồi. Bây giờ mời một vị lên thỉnh Pháp Sư Pháp Thanh nha. Rồi, kính mời. Xin mời ai đây? Rồi. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ Chư Tôn, Đức Tăng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Thanh Tâm đã tiều quy hoan hỷ chúc phúc thọ trì tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con và đã đọc phúc chúc cho cầu an và cho đạo tràng ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Dhamma Desanaya Janagatha Brahma-chaloka-thi-bati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi thasakta barachakka chatika dese tu thammang anukambimang bachang sakthamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham apitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang papo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở an giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập,
đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Dạ hôm nay sẽ tiếp tục học về ngũ quyền và ngũ lực và tuệ quyền và tuệ lực. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ sa thú con đã thấy bàn tay của sư. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Tiếp tục và hôm nay chúng ta học tới cái chi thứ năm, tuệ quyền và tuệ lực ở trong phần ngũ quyền và ngũ lực. Thì chữ tuệ thì nó có nhiều ý nghĩa, tức là có thể gọi là trí tuệ, hiểu biết hay là tuệ. Thì cái ngữ căn của cái chữ trí tuệ là dịch từ cái chữ Bali, tức là nó có cái ngữ căn từ chữ nha hay là banh nha. Banh nha là cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết thì nó có ở nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái cấp độ khác nhau. Ví dụ như ở ngoài xã hội, ngoài đời thì cũng có cái sự hiểu biết về các cái ngành nghề, các cái học thuật thì cái đó là hiểu biết về về đời. Rồi nếu mà trong đạo đó thì nó cũng có cái hiểu biết, hiểu biết có nhiều cấp độ. Ví dụ như cái người Phật tử sơ cơ mới có tính tâm thì cái trí tuệ nó cũng có, nhưng mà đều nó ở cái mức độ thấp. Rồi cái người này đó một thời gian qua học tìm hiểu về kinh luật thì lần hồi cái trí tuệ nó được được nâng cao. Rồi cái người này trải qua học thêm được cái những cái hiểu biết phân biệt được là danh sắc, cái nào là tục đế, cái nào là chân đế, thì cái cấp độ cái hiểu biết nó cao hơn nữa. Rồi nếu mà cái người này mà có sự nỗ lực đi vào cái tu tập thiền quán thì khi mà đi vào thiền quán có những cái kinh nghiệm, có những cái hiểu biết ở trong pháp hành thì sẽ đem đến những cái trí tuệ, cái hiểu biết nó cao hơn nữa cho đến khi mà đạt đến những cái tuệ giác, những cái tuệ giác, những tầng thánh từ từ sơ đạo sơ quả cho đến tam đạo tam quả thì gọi là mật thánh hữu học, thì cái trí tuệ này nó thâm sâu hơn nữa và đi đến cái cao nhất là gọi là tứ đạo tứ quả, là coi như là cái trí tuệ cao tột mà đã hoàn toàn giải thoát
chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi. À, thành ra đó, tùy theo cái mức độ mà cái trí tuệ, sự hiểu biết của mình nó từng bậc theo cái sự nỗ lực tu tập của mình, thì cái sở hữu trí tuệ là vô si đó, nó là cái gì? Nó là cái trạng thái của nó là hiểu biết được cái thực tánh của các pháp. Rồi cái phận sự nó là gì? Là bài trừ cái sự tối tâm mê mờ. Nó ngược lại với tâm minh hay là tâm si. Thì cái thành tựu của cái trí tuệ là gì? Nó là cái không có bị lẫn lộn mê mờ hôn ám ở trong cảnh hay là trong đối tượng. Thì nhân cận của trí tuệ này là khéo đắc ý, hay là có cái pháp quyền đầy đủ, cái đó có gì cái sức mạnh về của pháp. Đó là những cái hiểu biết căn bản về cái trí tuệ hay là tuệ. Thì nói một cách dễ hiểu thì trạng thái của sự hiểu biết, của sáng suốt, rồi trí tuệ là sự thông hiểu, sự nhận thức rõ ràng, phân tích tường tận mọi sự vật. Thì cái này là trí tuệ của trong cái sự tu tập. Dù nghĩa chân đế hay là tục đế thì trí tuệ nhận thức đầy đủ. Trong cái sự tu tập, vai trò của trí tuệ còn gọi là tuệ quyền hay là tuệ lực, tức là chúng ta phải rèn luyện, phải thực hành để mỗi ngày cái trí tuệ của mình nó lớn mạnh, nó có khả năng để mà dẫn dắt các cái chi pháp khác, nó có một cái sức mạnh đủ sức để đối kháng đối với các pháp bất thiện, nhất là đối trị với cái vô minh hay là si. Cái sức mạnh này đó, nhờ chúng ta phải có sự phát triển. Thì Đức Phật dạy có 5 cái phương pháp để mà chúng ta phát triển về cái trí tuệ. Thì quý vị đọc cũng mới vừa nãy quý vị nghe tọa thanh tâm đọc 38 điều hạnh phúc đó, thì trong đó quý vị nghe cái lời Đức Phật dạy ở trong cái pháp đầu tiên của đoạn thứ 3 là nghe nhiều học rộng. Chúng ta muốn phát triển trí tuệ thì trước hết đó là mình phải có cái sự cố gắng nghe nhiều và tìm học thật nhiều ở trong tam tạng kinh điển. Rồi nghe không, học không chưa đủ, mà cái pháp thứ hai là gì? Phải có cái sự chú tâm ghi nhớ cái điều mình học. Chứ còn mà chúng ta nghe một cách là loáng thoáng, nghe mà không có cái sự chú tâm, hay là như Đức Phật nói không có khéo như lý tác ý, tức là chúng ta phải có cái tác ý mạnh mẽ, có sự ghi nhận, lắng nghe, chú tâm, thì nó mới mới có ghi nhớ.
Còn nếu mà mình chỉ nghe loáng thoáng, nghe cho có nghe, thì cũng lẩm bẩm, nghe câu được câu mất, nghe đoạn đầu mà quên đoạn giữa, rồi nghe đoạn cuối, cho nên là nó đứt đoạn như vậy á, thì cái sự nhớ của mình không có, không? Đó thành ra đó, khi mà chúng ta học hỏi hay là nghe thì phải có cái sự chú tâm ghi nhớ, hay là như Đức Phật nói là phải khéo như lý tác ý. Đó. Rồi sau khi mà chúng ta nghe xong rồi đó, rồi chúng ta thảo luận, thảo luận để mình tìm hiểu về những cái gì mà mình chưa thấu đáo, mình trao đổi rồi mình hỏi những cái điều mà mình chưa thông suốt. Rồi sau khi mà mình hỏi rồi đó, mình phải suy tư. Thứ nhất là nghe nè, thứ hai là có sự chú tâm nè, thứ ba đó là trao đổi thảo luận, hỏi về những cái điều mà mình chưa thấu đáo. Rồi thứ tư là phải suy tư về những cái điều mà mình đã học, suy tư xem xét, nghiền ngẫm về cái lời dạy của Đức Phật, về các cái pháp, tại sao nó như thế này, tại sao nó như thế kia, đó. Rồi suy tư, rồi chúng ta xong, phải sau khi mình nghe xong rồi, không phải là suy tư xong rồi thôi. Rồi sao? Mình phải thường xuyên, mình thường xuyên mình phản tỉnh, mình xem xét lại cái tam nghiệp của mình. Đó bây giờ mình chưa có đi vào tu tập, nhưng mà thường xuyên đó, mình học, mình hỏi rồi, mình hiểu biết rồi, thì bây giờ cái này mình đem mình áp dụng vào trong cái đời sống, áp dụng vào cái trong đời sống để vận dụng cái trí tuệ mình trong của mình, thì hằng ngày mình luôn luôn mình xem xét, mình phản tỉnh coi chứ trong một ngày nay, hoặc là trong từ sáng tới giờ, mình có suy nghĩ về cái điều gì nó không tốt đẹp hay không, mình nói về những cái điều gì không tốt đẹp hay không, mình làm những cái điều gì không tốt đẹp hay không. Đó. Mình phải thường xuyên mình phản tỉnh, mình xem xét như vậy. Rồi mình tiến hơn một bước nữa là mình xem xét về những cái sự kiện, những cái sự việc mà nó xảy ra ở trong nội tâm của mình hay là ở ngoại cảnh, về cái gì, về nhân quả. Đức Phật nói chúng ta khi có một cái vấn đề gì mà xuất hiện á, mình phải dùng trí tuệ mình suy tư. Ở trên thế gian này không có một cái gì mà tự nhiên ngẫu nhiên mà nó có, nó phải có cái nhân, nó mới đưa đến quả. Thì cái xuất hiện này nó là cái quả, mà cái nhân từ đâu? Mình truy ngược lại, mình truy ngược lại nhân đưa đến quả, rồi cái quả này đó nó sẽ trở thành nhân, nó sẽ đem đến cái quả gì nữa. Đó, cho nên đó, là khi mà chúng ta hàng ngày đó, chúng ta vận dụng, chúng ta quán xét như vậy đó, thì sao? Cái trí tuệ của chúng ta mỗi ngày nó được dung bồi, nó mạnh mẽ lên. Chứ còn á, quý vị thấy không? Có nhiều người sắm cái máy nhưng mà không có vận hành đó. Rồi cứ để riết lâu ngày quá, cái máy mà nó không có dần,
không có sử dụng thì sao? Nó cũng, rồi cái máy nó cũng hư. À, đó, cho nên á, là cái trí tuệ của chúng ta như vậy đó. Mỗi ngày chúng ta phải luôn luôn á, phản tỉnh xem xét chính cái bản thân của mình. À, rồi xem xét qua tam nghiệp, rồi xem xét trên cái vấn đề mà nhân quả. À, rồi chúng ta xem xét qua cái tam tướng. À, tam tướng là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. À, chính là chúng ta thường xuyên à, dùng trí tuệ như vậy đó, thì cái tuệ giác của mình, cái trí hiểu biết của mình đó, cái trí tuệ mà, càng ngày nó mới càng mạnh mẽ. À, còn nếu mà những cái người á, học rồi không có sự chú tâm, rồi cũng không có trao đổi, cũng không hỏi, à, rồi cũng học xong rồi bỏ đó, không có suy tư, rồi không có đem ra áp dụng thực hành vào trong đời sống thì sao? Cái đó là cũng có học vậy, nhưng mà nó không có đem đến cái kết quả, à, cái lợi ích. À, thành ra đó khi mà chúng ta mà học thì chúng ta lâu lâu mình tự phản tỉnh, mình xem xét coi cái sự học mình nữa là hổm rày mình học vậy mà nó được tiến bộ tới đâu, thấy không? À, hổm rày mình học mà mình có gốc nhặt gì được những cái kiến thức, à, mình nhớ được cái gì, à, rồi mình có sửa đổi được cái gì không? Chính nhờ mình thường xuyên mình phản tỉnh, mình xem xét thì mình mới sửa đổi, à, gọi là ở trong cái thập thiện nó gọi là chấn chỉnh tri kiến hay là cải chánh tri kiến đó. Mà cái điều này á là cái điều mà quan trọng lắm đó. À, rồi khi mà chúng ta thường xuyên suy tư, à, xem xét về những cái điều mình học đó, mà càng ngày á, cái sự hiểu biết, cái sự ghi nhớ mình nó càng sâu xa hơn. À, đó. Giống như á, khi mà quý vị mà làm cái thiện sự, à, bố thí, à, thì cái tác ý lúc đầu mà nó khởi lên á, à, là tư tiền. À, rồi khi quý vị hoan hỷ, có trí tuệ, có hiểu biết ngay khi làm là tư thiện. À, thì hai cái tư này đó nó cũng cho quả, nhưng mà khi mà mỗi lần mình suy tư, mình phản tỉnh về cái thiện sự mà mình đã làm, tức là cái tư hậu này. À, cái tư hậu này nó rất là quan trọng. Mà mỗi lần mà quý vị mình nhớ lại hoan hỷ nhớ cái thiện sự mà mình làm đó, là sao? Là mình hoan hỷ, cứ mỗi lần mình hoan hỷ là cái phước mình nó được tăng thêm lên. À, giống như cái lúc đầu đó mà tư tiền với tư thiện là mới lúc đầu mình lựa cái hạt giống. À, cái tư tiền mình lựa hạt giống, rồi tư thiện mình đem cái hạt giống mình gieo xuống. À, đó, mình lựa hạt giống cho tốt, mình gieo xuống cái chỗ tương đối tốt đẹp, nhưng mà sao mình bỏ mặt nó, mình không có xem xét nó, rồi không có dung phân, không có tưới nước gì cho nó hết á, thì sao? Thì cái hạt giống nó không có phát triển cách tốt đẹp. À, mình để xuống rồi lâu lâu mình phải tưới nước nó một chút, phải cho nó chút phân chứ. Cứ mỗi lần mà quý vị ấy, mà tưới cho nó chút nước, bỏ cho nó vài hạt phân,
Tại sao? Làm cái cây nó mới phát triển, nó mới lớn mạnh. Thì khi mà cái cây nó phát triển lớn mạnh thì nó mới cho quả tốt đẹp. Đó. Cho nên á, trong khi mà mình làm cũng vậy, mình cũng phải luôn thỉnh thoảng thường xuyên mình phản tỉnh, mình nhớ lại những cái thiện sự của mình. Thì trong cái đời sống mình học cũng vậy. Mình phải lâu lâu mình phải suy tư, mình suy tư về mình những cái điều mà mình đã học, để mình nghiền ngẫm. Tại vì cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật á, nó rất là sâu xa. Mà mỗi lần mình suy tư, mình nghiền ngẫm vậy đó, thì mình sẽ hiểu rộng hơn, sâu hơn. Và chính nhờ vậy đó mà mình ghi nhớ một cách sâu xa hơn. Nó không có mà quên. Và khi mà mình thường xuyên mình vận dụng cái trí tuệ của mình hàng ngày đó, nó tạo thành cái trớn. Thành ra quý vị thấy rằng á, các bậc trưởng lão, mặc dù các ngài á, tuổi cao, sức yếu, nhưng mà các ngài vì thường xuyên suy tư về pháp, học pháp, hành pháp, cho nên các ngài không có lẫn lộn. Còn đối với những cái người đời đó, tại vì sao? Tại vì có nhiều người do cái duyên nghiệp ngay từ nhỏ đó không có được cái tiếp xúc với cái việc học. Rồi khi lớn lên cũng không có tìm hiểu, cứ tối ngày sống theo cái thế tục của thế gian, bận rộn với cơm áo gạo tiền công việc hằng ngày. Rồi tính toán chi ly gì đó, nhưng mà không có vận dụng cái trí tuệ. Cho nên khi mà lớn tuổi rồi đó, cái bắt đầu cái trí tuệ, cái lúc đó cái sức, cái trí lực nó kém rồi bắt đầu sao nó sinh ra lẫn lộn. Chưa kể lại những cái tác hại của những cái bệnh như là gì đó, Parkinson gì đó ha. Đó, thành ra cho đến khi mà những người mà không có vận dụng trí tuệ nhiều đó, sống lẫn lộn nè. Khi mà cận tử nghiệp đến thì không có biết gì hết. Lơ mơ hoặc là hốt hoảng sợ hãi gì đó. Thành ra sao? Rất là tai hại. Có thể đi đến những cái cảnh giới không có được tốt đẹp. Cho nên á, cái đời sống là chúng ta phải thường xuyên nhớ lời Đức Phật dạy, chúng ta phải dung bồi cái trí tuệ của mình. Mà quý vị thấy rằng đó, có những học giả họ nói rằng đạo Phật là cái đạo từ bi trí tuệ. Ngay khi một cái người mà mới vừa tiếp xúc, tìm hiểu về cái niềm tin đó, là Đức Phật đã chỉ dạy. Cái người Phật tử đó không có một cái niềm tin mù quáng, mà cái niềm tin của người Phật tử là phải người tin với trí tuệ sáng suốt hiểu biết, chứ không có áp đặt, không có cuồng tín, không có chấp thủ cái này cái khác đó. Nên đó là ngay từ khi khởi đầu là Đức Phật đã chỉ dạy cái niềm tin của người Phật tử là phải có trí tuệ. Rồi sao? Rồi chúng ta học tập cũng với trí tuệ. Chúng ta học những cái pháp này, cái mục đích nó để làm cái gì?
À, nó đem đến cái lợi ích gì ngay trong đời sống hiện tại? À, chúng ta thực hành để đem đến được cái lợi ích gì? À, thí dụ bây giờ á, quý vị học à, cái về cái niệm tâm từ. À, niệm tâm từ tại sao? Tại vì chúng sanh á, thường thường sống với cái tâm bỏng sẻn, à, ganh tị tật đố. À, bây giờ mình học cái tâm từ á, để gì? Để mình mong muốn cho mình an vui. À, mình mong muốn cho mình an vui thì mình cũng cầu mong cho tất cả những người khác cũng được an vui. À, chứ mình không có nên mà chỉ mong muốn mình được an vui mà mình người khác họ đau khổ thế nào kệ họ. À, hay là mình còn làm cho họ đau khổ thêm. À, cho nên á, mình muốn cho mình an vui, mình muốn cho người khác cũng được an vui. À, mà khi quý vị mà niệm tâm từ đó, là phải có trí tuệ. À, vì mình muốn sao? Mình hiểu biết cái cuộc đời này là nó là khổ. À, cho nên mình mới muốn tránh xa cái sự khổ. À, mình hướng đến cái an vui. Mà mình hướng đến cái an vui cho chính mình thì mình cũng cầu mong cho những người khác họ cũng được an vui vậy. À, đó, thành ra đó, khi mà mình niệm thì mình phải có trí tuệ. À, bất cứ một cái pháp hành nào cũng vậy, từ giữ giới à, cho tới cái thập thiện, cho đến 38 điều hạnh phúc gì đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có thực hành được những cái pháp này. À, nếu mà chúng ta thực hành không có trí tuệ này, chúng ta không có làm thực hành các cái thiện pháp được. À, cho nên á, mới nói là những cái nhà học giả họ nghiên cứu, họ tìm hiểu, rồi bắt đầu họ mới suy tư, họ đi đến cái kết luận là đạo Phật là đạo trí tuệ. À, đó, ngay cả cái pháp hành cũng vậy. Quý vị thấy rằng á, nếu mà cái niệm á, mà nó không có cái tỉnh giác á, à, thì cái niệm nó cạn cợt. À, niệm cũng niệm ấy, nhưng mà nó không có thấu đáo, không có rõ, không ghi nhận một cách rõ ràng. À, giống như hồi nãy thì nói á, là mình học á, mà nếu mà mình không có sự chú tâm để tìm hiểu thì rằng mình không có ghi nhớ, không có thấu đáo. Thì cái vậy, cái niệm cũng vậy á, có nhiều khi niệm mà niệm theo quán tính, phòng sập à, thở vô à, thở ra, thở vô à, thở ra à. Nhưng mà điều cái là sao, không có cái chánh niệm tỉnh giác hay là trí tuệ đi kèm á, thì cái chánh niệm này nó không có thấu đáo. À, cho nên á, là trong đời sống vậy. À, khi mà mình làm thì cũng ghi nhận, nhưng mà những cái nó không có rõ ràng. Nhưng mà lúc nào á, tự quý vị mà tự phản tỉnh, quý vị hỏi nãy giờ mình có chánh niệm không? À, thì khi đó tự nhiên chánh niệm nó sẽ trở lại liền. Cho nên á, có những lúc á, niệm mà không có tuệ. À, nhưng mà lúc nào có trí tuệ là lúc đó có niệm. À, thành ra đó, tất cả các cái pháp thiện nó luôn luôn là có trí tuệ đi kèm theo. À, mặc dù á, là lúc đó, thí dụ như trong
Hôm trước quý vị học về cái tứ niệm xứ, thì trong đó cái sở hữu niệm nó là quan trọng. Nhưng mà niệm mà nếu mà không có cái trí tuệ, niệm mà không có tinh tấn, thì cái niệm đó nó lơi lỏng lắm. Thấy không? Muốn cho cái niệm nó rõ ràng, mạnh mẽ thì phải có trí tuệ và tinh tấn đi kèm theo. À, đó, rồi quý vị thấy rằng trí tuệ này nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong trong cái 37 pháp trợ đạo hay là 37 pháp mà hỗ trợ cho sự giác ngộ. À, đó, tất cả đều có cái trí tuệ trong đó. Cho nên á, là trong đời sống mà chúng ta phải cố gắng, phải thực hành để dung bồi cái trí tuệ của mình mỗi ngày nó một mạnh mẽ hơn. À, cái trí tuệ nó phải kiểm soát được các cái chi pháp khác, các cái chi pháp đồng sanh, rồi á phải phát triển cái sức mạnh, cái tuệ lực nó mạnh mẽ, để khi mà cái tuệ lực mà nó càng mạnh mẽ đó thì nó sẽ mới đủ sức để diệt trừ, đối trị với lại dù mình si mê. Bây giờ ở bất thiện, bất thiện là dù mình si mê nó là dẫn đầu. Quý vị nhớ rằng vô minh si mê đó đến tứ đạo, là đến tứ đạo mới đủ sức để sát trừ, sát tuyệt hoàn toàn vô minh. Cho nên trong đời sống quý vị thấy không, có những cái chất mà ví dụ như cây sắt nó bị xét đi. Bây giờ một người mà muốn cạo cái xét này ra thì phải dùng một cái lực rất mạnh mới đủ sức, mới cạo nó tróc cái được cái xét mà nó bám vô trong cái thanh sắt. Đó, thành ra đó, nếu mà cái tuệ lực mà mình non kém đó, thì mình không có đủ sức để mà diệt trừ những cái ô nhiễm phiền não nó bám ở trong cái nội tâm chúng ta. Cho nên là cái phát triển cái tuệ lực nó rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta tu tập thì chúng ta phải cố gắng mỗi ngày mình nên phát triển cái trí tuệ của mình trong mỗi công việc, trong đời sống. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta làm có sự hay biết rõ ràng, có trí tuệ sáng suốt, đó thì như vậy đó, chúng ta sẽ thực hành dung bồi làm cho cái trí tuệ mỗi ngày mình mạnh mẽ hơn. Thì sự tu đó nó rất là dễ. Thật ra đó, cái tu nó không có gì khó. Cái người phàm nhân họ ăn nhưng mà họ ăn, họ không chú tâm vào cái ăn cho nên đó, họ ăn mà không biết cái gì ăn cái gì nữa. Tại sao? Bị gì cái tâm nó dẫn dơ, nhớ tưởng cái chuyện gì đâu á, suy tính cái chuyện đâu á, họ không có chú vào cái ăn. Thì cái sự tu là nó sửa lại chút thôi, cũng ăn nhưng mà mình chú tâm vô cái ăn.
mình hay biết ăn, mình ăn mình nhai như thế nào, nó cứng nó mềm như thế nào thế nào. Mà khi mà quý vị mà chú tâm vô ăn ấy, thì có những gì mà nó trở ngại, có những cái miếng gì cứng, có những cái miếng gì đó nó nguy hiểm đó, là quý vị lập tức nhả ra liền, nhá không? Đó. Còn nếu mà cái người mà họ ăn, họ không có chú tâm vào ăn, cho nên là mới bị cái tai hại, mới bị mất cổ, bị sặc, hay là hoặc là ăn quá nhiều, bị gì lúc đó đó, cái tâm tham nó thúc đẩy cái thèm ăn, gặp những cái vật thực mà hợp khẩu vị, ăn quên thôi, nói chừng nó no quá nó mắc ách, gọi là bội thực. Đó, thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta tu là gì, là sửa trong cái cách ăn của mình, ăn với trí tuệ, chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không có hiểu biết, không có chú vào cái việc mình làm. Bây giờ mình tu mình sửa lại, bây giờ mình làm, nhưng mà mình chú tâm vào cái công việc đó, trong mọi hoài nghi. Hồi đó mình đi mình đâu có để ý mình đi, cho nên nó nhiều khi đi mà vừa đi vừa suy tưởng dẫn dơ vậy đó. Hay là bây giờ cái gì thấy không, có nhiều người họ đi ngoài đường á mà họ lo, họ nhắn tin, họ nghe điện thoại rồi cái đủ thứ, rồi sao không có chú vào cái đi của mình, đi băng qua đường mà cứ cắm chú tâm vào trong cái điện thoại, cho nên là xảy ra tai nạn, thấy không? Bây giờ mình đi mình phải biết mình đang đi trên đường nè, mình đang đi qua đường nè, mình phải ngó trước ngó sau, xem xét coi là có xe cội không, có chướng ngại không. Cầm điện thoại mà đi riết cái xe người ta đậu trơn trơ đó mà cắm vô, đụng vô nè, đem đến cái tai hại nha. Cho nên á, là sự thật ra cái tu là nó không có khó, tại vì chúng ta không chịu thực hành thôi, chúng ta không đem cái trí tuệ chúng ta áp dụng vào trong đời sống. Mà còn nếu mà chúng ta áp dụng hiểu biết rõ ràng thì nó không có gì là khó hết. Mình biết rõ ràng trong khi đi, khi đứng, ngồi, nằm, nhãn hàng, trong mỗi công việc mình làm mình biết, trong khi học mình chú tâm, mỗi cái gì mình cũng có hiểu biết rõ ràng, thì đâu có gì khó. Nhưng mà tại sao? Tại vì hồi đó giờ cái tâm mình nó buông lung, nó chạy nhảy lung tung, nó quen rồi. Bây giờ mình đem nó trở về, mình đem nó về, bắt nó phải ở tại một chỗ thì nó không chịu, nó rực rãi, nó không chấp nhận, đó, thấy không? Đó, dịch bệnh tùm lum mà. Mà bây giờ kêu đeo khẩu trang cũng không chịu đeo khẩu trang, kêu cách ly ở trong nhà thì cũng không chịu. Hồi đó giờ sống buông thả, chạy nhảy, nó quen rồi. Bây giờ đeo khẩu trang khó chịu, không được. Cách ly tối ngày ở nhà không được. Thì sao? Thì mang bệnh thôi. Đó. Thành ra đó, cái điều này Đức Phật đã dạy nó rất là lâu rồi, đúng không? Nhưng mà sao? Vì mình dễ vui, buông lung, mình không có thực hành. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị thực hành theo lời dạy Đức Phật, quý vị phòng chống từ mọi cách, thì sao? Thì những cái ô nhiễm, phiền não,
nó sẽ không có sanh khởi. Sống với trí tuệ thì như vậy sẽ được an ổn. Còn nếu mà sống buông lung, phóng dật thì sẽ đem đến khổ đau. Cho nên là chúng ta nhớ là thường xuyên mình phải phản tỉnh xem xét. Trong ngày nay mình sống được bao nhiêu giờ, mình có hay biết rõ ràng, mình có chánh niệm tỉnh giác. Thì khi mà mình phản tỉnh, mình xem xét về cái mức độ mà cái hiểu biết rõ ràng chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ thấy được cái mức độ cái sự tu tập của mình, cái thành quả của mình. Còn mình sống buông lung, giờ học thì cũng cho có học, rồi mình cũng không có phản tỉnh, không xem xét, không có gì, thì sao? Thì chúng ta cứ mãi sống trong phiền não. Mà phiền não sao? Phiền não thì đưa tới khổ đau. Vậy đó. Còn mà nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực sống trong hiểu biết, trí tuệ, tỉnh giác, thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp cho bản thân trong đời sống, tránh khỏi những cái tai hại, thì sẽ đem đến an vui. Cho nên là trí tuệ, mà ở đây là cái tuệ lực, thì khi mà quý vị có một cái tuệ lực mạnh mẽ, sẽ đẩy lùi được vô mình. Còn mà mình còn cái tuệ lực mình còn non kém, mình còn dễ vui, thì mình còn bị cái vô minh si mê nó khống chế, mà còn vô minh si mê thì còn đầy rẫy những cái phiền não, mà còn phiền não nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng nấy. Trong cái bài học ngày hôm nay thì cũng xin phân tích và giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca nan và kính chúc quý tu nữ và quý phật tử có thêm được những cái hiểu biết để quý vị áp dụng trong sự học tập, trong cái sự thực hành của mình, để đem đến một cái lợi ích tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại. Và khi mà quý vị có được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết rõ ràng trong đời sống, thì sẽ giúp cho quý vị phát triển cái trí tuệ trong những kiếp sống tương lai tốt đẹp hơn, và sẽ đi đến những cái pháp cao quý. Cũng xin chia sẻ với quý vị, và sau đây thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Cầu mong tất cả quý vị luôn luôn khỏe mạnh an vui, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Con kính lạy Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính lạy sư Thanh Tâm, con kính lạy sư Pháp Thanh, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính tri ân sư đã dạy tuệ lực và tuệ quyền cho chúng con. Dạ, kính thưa đạo tràng, xin đạo tràng cho câu hỏi. Xin giơ bàn tay lên ạ. Chị Hà, dạ mời chị Hà. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa sư,
Con có nghe sư giảng hồi nãy về sự bố thí có tư tiền, tư hiện và tư hậu. Với cái sự trí tuệ thì có thể sư có thể giảng dạy cho tụi con rõ hơn thế nào là làm việc bố thí với ba cái tam tư này với trí tuệ. Thí dụ như theo con hiểu thì ví dụ, con chỉ ví dụ thôi, thí dụ như dân vật thực tín chư tăng thì một Phật tử phải suy nghiệm về cái trí văn là cái việc quả lành này nó sẽ đem được an vui, và dân cúng thực vật để hộ trì cho các tăng tu tập và giảng dạy để cơ hội cho chúng con học thêm. Rồi cái trí tư thì suy ngẫm là việc thiện này sẽ mang sẽ có cái nguyện là mình mong cầu giải thoát, thì cái đó nó có đủ gọi là trí tuệ thưa sư, hay là nó còn có cái chi pháp nó rộng hơn nữa? Thì con xin trao mic lại cho sư có thể giảng dạy cho con tụi con rõ hơn về làm sao mà bố thí đi với cái tuệ có tuệ trí tuệ trong đó. Con xin trao mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì mình gọi là cái tư, nhưng mà cái sở hữu tư này đó là nó phải có cái trí tuệ đi theo. À, như hồi nãy sư nói là tất cả những cái pháp thiện là thường thường nó hay có cái trí tuệ đi kèm. Mặc dù cái giai đoạn đó đó thì cái chetana đó, cái tư đó là được kể trước, nhưng mà bên cạnh đó là phải có cái trí tuệ, phải có cái hiểu biết. Còn nếu mà mình làm theo cái sự xui khiến hay là thấy người ta làm mình làm nhưng mà mình không có hiểu biết được cái lợi ích của cái việc làm này để làm cái gì, thì cái đó mình làm theo cái bản năng, mà khi mà làm theo cái bản năng thì nó không có trí tuệ. Thành ra đó là trong những cái tâm tâm đại thiện cũng có những cái tâm gọi là ly trí, đó, cho nên á chúng ta phải làm với cái tâm hữu trí, cái trí tuệ á, thì nó cái quả nó mới mạnh mẽ, nó nhiều, đó. Thì á khi mà chúng ta làm, ví dụ mình mới bắt đầu mình tập cái hạnh bố thí, thì biết rằng cái bố thí là nó là cái nhân của các cái thiện sự tốt đẹp để đem đến những cái lợi ích. Rồi mình hiểu sâu hơn chút thì cái bố thí này nè để đối trị, để sửa đổi cái tham, những cái dính mắc tham muốn. Khi mà mình bố thí như vậy đó thì bắt đầu mình từ từ mình sửa đổi, mình diệt trừ bớt những cái tham muốn ở trong nội tâm mình. Rồi khi mà mình thực hành cái hạnh bố thí là mình cũng thực hành cái hạnh xả ly, buông xả. Đó thì lúc đó cái trí tuệ mình nó mạnh mẽ hơn, nó cứ đi từng bậc như vậy rồi khi mà mình thực tác ý khởi lên, mình sắp đặt những cái vật gì đó để mình đi bố thí, gọi là tư tiền, ngay trong cái tư tiền đó nó cũng có trí tuệ.
Rồi khi mà chúng ta làm, à, ngay cái giây phút mà mình làm cái thiện sự bố thí đó, mình cũng làm với cái trí tuệ mình hiểu biết, à, mình quan hỷ với cái thiện sự này, à, chứ không phải là lúc đó mình làm mình vui vui không, cũng chưa phải, à, đó, à, rồi khi mà mình làm á, mà mình chỉ có cái niềm vui không mà mình không có trí tuệ, à, thì cái sự quan hỷ này nó cũng không đúng, hả? Đó, cái tâm mà thọ hỷ mà ly trí đó, hả? Đó, rồi khi mà mình sau khi mình làm mình nhớ lại, à, tức là cái tâm nó trạng lại đó, à, thì sao? Thì nếu mà mình chỉ nhớ hồi sáng đi dân y vui quá, à, hồi sáng mà đi trại tăng vui quá, à, thì cái trạng thái này á, nó cũng không đem đến cái trí tuệ mà chúng ta, à, cái bố thí này, cái đi dân y này, cái đi trai tăng này, cái đi đặt bát này đó, là gì? Nó là cái nhân, à, nhân để chúng ta phát triển cái hạnh bố thí, cái hạnh xả ly, à, à, để từ từ mình buông bỏ tất cả, à, những cái tài sản vật chất ở trong cái thế gian này. À, đó, thì khi mà mình hiểu biết như vậy á, mình quan hỷ với cái hạnh, à, bố thí, cái hạnh xả ly, à, thì như vậy đó mình biết đây là cái nhân, à, cái công việc mà cái công việc mà bố thí đó, cái việc mà bố thí đó nó là nhân, à, để dẫn tới cái quả là được xả ly cái những cái tham muốn, cái chấp thủ, cái dính mắc. Đó, thì khi mà chúng ta học rồi chúng ta thực hành như vậy đó, thì mình làm với cái trí tuệ, à, còn nếu không á thì chúng ta cũng làm với cái tâm đại thiện, nhưng mà thọ hỷ hoặc là thọ xả mà ly trí, à, đó. Cho nên á, chúng ta phải biết, à, học suy tư mình thực hành, à, đến cái ít nó nghe lại có truyền hơi cho chúng ta, chúng nỗ lực cái tâm mà hợp, à, chúng ta hiểu an, à, nó sẽ đem đến những cái kết quả để mình sẽ bồi, à, bây giờ nước mắt Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Kính thưa đạo tràng có nghe con không vậy? Dạ, kính thưa sư, hồi nãy lúc hơi bị mập mờ. Có lúc chắc bị đường dây bị cáp mập cắn hay sao rồi dạ. À, dạ, xin đạo tràng có ai có câu hỏi nữa xin giơ tay ạ. À. Để đừng có mất thời gian, con có một câu hỏi. À, dạ, à, kính thưa sư, hồi nãy sư nói về cái phần lúc mà mình có trí tuệ thì mình không có bị mê mờ trong cảnh hoặc là đối tượng. Xin sư giảng rộng thêm về cái chỗ này. À, ví dụ như là khi mà mình nhìn cái cảnh nào đó, khi mình thấy cái tâm tham mình lên, vậy mình không có nên niệm cái đối tượng đó, mà mình nên niệm nhìn quay vào mình niệm cái tâm tham của mình, nhìn thấy cái trạng thái tâm tham của mình, có phải không sư? Và nếu mà mình còn cái ví dụ cái thứ hai là khi một cái tâm sân nổi lên, cái đối tượng nào đó trước mặt mình mà mình nhìn mà mình cái tâm sân nổi lên, mình cũng không có nên nhìn cái đối tượng đó làm chi, mà mình nên quay vào để mình nhìn lại cái trạng thái tâm sân của mình, phóng sư. Dạ, xin sư giảng rộng về cái phần này cho chúng con được hiểu rõ ạ. Dạ, kính chân sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, kính thưa sư, sư còn đó không sư? Nếu mà sư nghe con, xin sư cho bàn tay ạ. À. Sư không nghe được. Vậy thì, sư vừa mới ra, hy vọng sư trở vào được. Dạ, kính thưa sư, thanh tâm sư có đó mà sư? Sư pháp thanh vào rồi. Dạ, kính thưa sư pháp thanh, dạ, sư cho con xin bàn tay của sư ạ. Con xin truyền mic lại cho sư ạ. Sư cầm thử coi có được, chúng con nghe được không dạ? Mời sư. Dạ, kính thưa sư, về cái phần mà hồi nãy sư nói về cái phần lúc mà mình có trí tuệ thì mình không có mê mờ trong cảnh hoặc là đối tượng, thì câu hỏi của con là khi mà mình nhìn một cái cảnh nào đó mà mình có tâm tham mình khởi lên, hoặc là mình nhìn một cái cảnh nào đó mà cái tâm sân mình nổi lên, thì mình không nên chú ý chi lắm về cái đối tượng trước mặt mình, mà mình nên chú ý quay vào cái tâm của mình để mà mình coi lại cái tâm tham mình như thế nào, cái trạng thái tâm tham mình như thế nào, và nó thúc đẩy cái thân tâm của mình như thế nào. Và cái tâm sân mình, một khi tâm sân nổi lên thì mình nên quay vào mà nhìn thấy cái trạng thái tâm sân như thế nào, và cái sự tác động của tâm sân đó đối với tác động nó như thế nào trên cái sắc pháp của mình và cái danh pháp của mình. Có phải như vậy ông sư? Dạ, xin sư giải nghĩa rộng thêm cái phần này ạ. Dạ, kính mời sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Chẳng biết quý vị nghe có rõ. Dạ, dạ, cảm ơn các vị. À, quý vị thấy rằng nếu mà trong cái đời sống á, mà khi mà chúng ta có cái niệm tuệ đầy đủ thì thay vì á, xúc duyên cho thọ, thọ mà duyên cho ái thì đau khổ phát sanh.
Nhưng mà nếu mà trong đời sống mà mình biết có đầy đủ chánh niệm, tỉnh giác, xúc duyên cho thọ, nhưng mà thọ đó thay vì duyên cho ái thì thọ duyên cho tuệ, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ cắt đứt được cái dòng thập nhị nhân duyên. Tại vì khi mà xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái thì nó nối tiếp đau khổ phát sanh. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta đối diện với khi đó đó cái sắc trần nó chạm với cái căn nhãn, thành là nhãn thức. Nhãn thức thì nó có từ nhãn xúc, mà nhãn xúc thì nó sẽ sanh ra nhãn thọ. Nhưng mà cái người mà có trí tuệ tu tập á, thì sẽ cắt đứt ở ngay chỗ này. Trong thấy chỉ có thấy rồi dừng lại đó. Đó thì khi đó đó chúng ta thấy đối tượng với trí tuệ cắt đứt ở ngay chỗ đó. Còn chỗ đó đó cắt đứt ở ngay chỗ xúc đó. Chỉ biết có một đối tượng vừa sanh khởi lên thôi. Đó. Thì như vậy đó thì sẽ cắt rời được cái dòng 12 nhân duyên. Còn nếu mà xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ôi cái có đối tượng này là người nữ, đẹp quá, cái bông hoa này đẹp quá, cái chiếc xe này đẹp quá, cái quần áo này đẹp quá, đó thì thọ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Mà khi mà thọ duyên cho ái thì dòng quay 12 nhân duyên tiếp diễn. Cho nên là khi mà quý vị sống với chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì quý vị sẽ thoát ra được cái dòng quay của thập nhị nhân duyên. Mình cắt đứt cái nhân duyên ở ngay chỗ xúc hoặc là thọ. Mình cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Đó, mình không khởi lên cái tham muốn, và không khởi lên cái bực bội khó chịu. Mình không dính mắc với đối tượng, mà mình cũng không xua đuổi quỷ diệt đối tượng. Mình thấy đối tượng chỉ là đối tượng. Đó, như vậy thì mình thấy với trí tuệ. Thì khi đó nó có trí tuệ thì vô minh nó vắng mặt. Mà khi mà có trí tuệ thì sẽ có được an vui, cái tâm quân bình. Đó. Còn nếu mà khi thấy với cái tham muốn hoặc là sân hận thì sao? Phía sau nó là si mê phiền não, mà phiền não thì đau khổ phát sanh. Cho nên á là khi mà chúng ta sống với trí tuệ, chúng ta hiểu biết đầy đủ thực tánh thực tướng của đối tượng, thì sao? Chúng ta sẽ cắt đứt được cái vòng quay của 12 nhân duyên. Còn nếu mà chúng ta sống dính mắc vào trần cảnh, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, thì cái dòng quay 12 nhân duyên nó tiếp tục, nó quay nữa. Mà có ái thì tới gì? Sẽ sầu bi khổ u não, thì nó cứ liên tục như vậy. Cho nên á, chúng ta sống với trí tuệ đầy đủ hiểu biết thực tánh thực tướng của đối tượng, thì ngay trong sát na đó, ngay trong giây phút đó, chúng ta cắt đứt được cái dòng quay của nhân duyên, chúng ta thoát ra.
À, còn nếu mà chúng ta dễ vui, không có tu tập, không có chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta bị trôi lăn trong cái vòng quay của 12 nhân duyên, trong vòng quay của sanh tử luân hồi. Thì xin giải đáp với cái thắc mắc của chú Mỹ. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính chào sư. Dạ, bây giờ là 10:29, mình có thể một câu hỏi nhỏ nữa. Xin đạo tràng có ai có câu hỏi thắc mắc chi xin giơ tay ạ. Dạ mời anh Thính Pháp. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sang Ca. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, chư Đông Đức Tăng với bà con tôi cùng đồng thể đạo tràng. Dạ thưa sư, để tiếp tục cái câu hỏi của chị Hà và anh Mỹ hồi nãy nói về ba cái tâm tư đó sư, không có tư tiền, tư hiện và tư học đó sư. Thì cái phần tụi sư vừa giảng là khi mình nhớ kỹ đó, mình tâm hoan hỷ bằng cách là cái hạnh xả ly, hạnh xuất trần sau này đó sư. Ngoài những điều kiện đó đã còn gì khác nữa không sư? Chẳng hạn như tụi con nhân y mùa này sư, tâm tụi con rất là hoan hỷ, mà không khéo là tụi con lại vướng vào cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thay vì nó là tâm thiền thọ hỷ hợp trí vô trợ đó sư. Thì sư có thể làm khai mở thêm vấn đề này để giúp con mình hoan hỷ về thiền sự đã làm đó, mà không bị vướng vào cái tâm tham thọ hỷ đó sư. Dạ con xin nhường biết tại cho sư ạ. Một phần Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thì khi mà chúng ta làm những cái thiện sự, chúng ta hoan hỷ với cái việc đó, nhưng mà chúng ta đừng mong cầu gì hết. Với trí tuệ mình biết đây là cái thiện sự, một cái điều mình nên làm, đây là một cái chủng tử tốt đẹp mình nên gieo trồng, và nhờ cái nhân này đó sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi được tất cả những cái phiền não và phát triển cái trí tuệ, cái xả ly, cái phát triển cái vô tham. Mình tại vì cái niết bàn nó là trong sạch, nó không có mong cầu gì hết, cho nên á, khi mà chúng ta làm những cái điều lành, những cái điều thiện mà mình còn mong cầu là mình còn dính mắc, còn ít nhiều gì cái nó cũng lấm lem của phiền não. Cho đến khi nào mà mình làm hoàn toàn không có vướng bận, không có mong cầu gì hết. Sự thật ra đó, cái sự bố thí cái vật chất đó, mình có mong cầu gì nó cũng sẽ cho quả nha. Giống như bây giờ đó, cái người nông dân họ cài bừa đâu đó đàng hoàng, họ đem hột giống mà họ gieo xuống rồi chăm bón đầy đủ, phải không? Cái người này họ không mong cầu gì hết, nhưng mà họ làm đầy đủ các cái bổn phận á, thì đến mùa đó cây lúa nó vẫn trổ bông, nó cho mùa màng bội thu, phải không? Còn bây giờ á, mình làm rồi mình ngồi ruộng đó, mình gian dái cầu mong, thì nó cũng trổ chừng đó thôi, không có thêm được cái gì đâu. Nhưng mà hai cái trạng thái tâm nó khác nhau. Một cái trạng thái tâm á, là còn dính mắc, còn cầu khấn gian sinh. Còn một cái tâm á, mình biết bây giờ mình gieo nhân rồi, tất nhiên quả nó sẽ trổ. Nhưng mà cái này đó, mình không cần phải mong cầu gì hết. Nó là cái nhân lành đó,
để mình diệt trừ cái tham muốn, cái dính mắc này, để phát triển cái xả ly này. Bởi vậy quý vị gì mới có cái công nguyện á, phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là cầu mong, dính mắc, tham muốn đó, ngủ ngầm. Những cái tham muốn này á, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ra cái thiện sự này nè là để mình diệt cái những cái dính mắc, những cái tham muốn ngủ ngầm nè trong ngày vị lai. Thành ra cái nguyện này mình nên nguyện. Còn cái mà mình bố thí chắc chắn nó sẽ cho quả. Không ngay trong cái thời hiện tại này thì những cái thời tương lai, những cái quả dị thục chắc chắn là nó sẽ cho quả. Đến lúc nào đó hữu đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ cho quả. Chứ mình khỏi cần mong cầu. Còn mà mình bố thí, mình còn mong cầu được tái sanh về cõi chư thiên, mong tái sanh ra làm người giàu sang, có đầy đủ tài sản, mong được địa vị, mong được hạnh phúc rồi đó, là cái đó mình bố thí, mình làm các cái thiện sự. Nhưng mà còn dính mắc với phiền não, còn mong cầu, còn tham muốn. Còn nếu mình làm thì biết rằng làm đây là cái nhân để mà diệt trừ những cái dính mắc ngủ ngầm ở trong tâm. Cho nên á, là có một lần á, Đức Phật mới nói với ông Cấp Cô Độc là thỉnh thoảng chúng ta mới có dịp để làm những cái việc thiện với mục đích là diệt tận lòng tham. Thành ra không có mong cầu gì hết, không có ấy hết. Đó, thành ra mình nhớ cái câu mà mình đọc đó, phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành. Nó là cái nhân, cái duyên để gì? Để diệt trừ những cái phiền não tìm miên ngủ ngầm trong tâm, trong ngày vị lai. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cận Sự Nam, và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ con đã thấy huynh thính pháp, sa thú. Kính tri ân sư ạ. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh rất là nhiều. Sư đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ sau đây con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ ạ. Dạ con kính, con không biết là sư Thanh Tâm có trước máy không ạ. Con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ con không thấy bàn tay của sư Thanh Tâm. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ không biết sư còn nghe con nói không. Dạ sa thú bàn tay của sư Pháp Thanh. Dạ con kính dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chẳng biết là dạ cảm ơn cô Nguyên Trang. Xin thay mặt Kiêu Tăng để phúc chúc và kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang ngang. Chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo.
cầu mong tất cả cho anh an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sadaso thi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sadaso thi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sadaso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya deva ta santi vihara vasini tu be kare poti kare tahen ta thamma dane na pavantu puchita so ting karonte ta vihara mandale te ra cha mat cha na waka cha fit kawo saramikadan nabati upasaka Gama cha de sa ni gama cha isara sapa na puta sukita fa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang. Patit cha te sap be bi duk kha sakaron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha buk ga la. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rak ka tat tu sa tham mo. Sap be bi tham ma cha ri no wu tin sam ba bu ne ya ma tham ma ri yap ba we. Di te. Idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo. Idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo. Idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo. Idang watame buon nyang a sawakka. Sawakkaya wahan ho tu anagate kale. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Ngày mai là ngày thứ ba và sư Pháp Thanh sẽ tiếp tục giảng 37 phẩm trợ đạo ạ. Và con kính mời. Và sau đây con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và con kính tạm biệt đạo tràng. Và kính đạo tràng có một đêm an lành. Và con xin xuống mít ạ.